À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tiểu lực La Mã 2. Mình là Chojo Vua Tuyên Quang. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của các chiến binh Amazon, vương quốc của các nữ chiến binh, để chinh phục nước Pháp. Ở tập trước thì chúng ta đã bước sang thời kỳ phản công và chúng ta đã đánh chiếm được khu vực phía Nam này rồi. Và các bạn có thể thấy là chúng ta đã hoàn thành được khá nhiều đấy. Bây giờ chúng ta còn vùng này kiểm soát nốt này, vùng này và vùng này. Đấy, nghĩa là chúng ta không cần phải đánh lên phía trên kia mà chủ yếu đánh đây miền Nam nước Pháp. Nhưng mà để mình xem thế nào đó. Thằng này nó cũng greetings, now speak plainly. Trung thành. Điểm ngoại giao của mình tốt mà. Ok, giải quyết thằng này trước đã. Nhưng mà mình đang ký hiệp ước không xâm phạm với nhau với nó sao? You have my attention. Ok, chứ đánh chiến tranh là không thể. Và qua lượt đi, lượt này mình hết việc để làm rồi. Chờ mấy lượt đã mua thêm mấy thằng à. Our lands cannot host your. À, cái này nó sẽ tăng tầm bắn cho lính bắn cung rất là lợi thế. Nếu mà chơi công thành có bọn đấy cũng tốt. Giảm 6% upkeep. Đấy, tốt. Một lượt nữa thôi là chúng ta sẽ có spy cấp khá cao đấy. Tập trung tiền để phát triển quân đội. Ủa, nâng cái này tốn thực nhưng tốn tiền đấy. Có 1.000 thôi, cũng không tốn lắm. Lực cấp khỉ thật. Chọn đánh nhau vào đúng lúc thời tiết xấu. Lên được cả cấp 5 này. Cộng 2 điểm ảnh hưởng của phe phái chúng ta nữa. Đây à, chúng ta sẽ lên được cái đội bộ binh đời cuối đâu nhỉ? Đây à. Amazon Hall. Bọn này là 72 đam. Sao bọn này 87. Đam thấp hơn à? Nhưng mà giáp nó trâu hơn. Máu cao, giáp trâu, phòng thủ tốt. Thế còn bọn này? Bọn này đam to hơn nhưng mà giáp thấp hơn. Khỏi, chơi mấy thằng này cho nó chất này. Sao mua được có 3 thằng hết tiền rồi? Cứ để lượt sau mua đi. Chất phết nhỉ. Mua 2 con ngựa. Our lands. Công trình đấy nó sẽ giảm upkeep xuống. À, mua mấy thằng này cho chất đi. Rồi.
À đâu thằng đâu, em chứ. Để tí mình xem là nó lì đòn cỡ nào. Tí nữa bọn này mua đã xong rồi chuyển quân lên. Mà mình không có nhiều tiền để mua được nhiều quân đoàn đấy. Cái này là cũng đã sạp nghiệp đấy. Upkeep của nó rất là cao. Đặt gấp đôi được cái phòng thủ châu. Kế hoạch nam tiến bắt đầu rồi. Bây giờ lại tập trung phát triển kinh tế đi đó. Không là lại nghèo. Chaponet. Mình thử tạm dừng mấy cái này xem. Nó có cho lân quá đâu. Cho lăng. Lại một thanh niên nữa thì chết rồi. Luyện cấp. Thôi không đuổi nó làm gì cả. Quá tầm không phục kích được nữa. Cái lối vào chỗ này nó hiểm như này nên là gần như là chúng ta không đi vào được. Con đường này không bị tuyết rơi. Tướng nữa hay là trung thành của các phe. Chán thật mùa đông. Thanh niên này sao đất nhà mình đứng làm gì đây? Nó đang công thành thì không chiếm đi, còn chạy về đi, còn sang đấy làm gì? Có cả bộ 3 công trình phòng thủ tấn công. Ambush tiếp. Tiếp tục xây nhà. Thôi.
Mấy thanh niên ngáo đá này là lại thích chết à? Toàn cái sự kiện thảo lao. Tám rồi. Bọn này toàn hơn 7.000 này, chết rồi. Sáu ngàn. Thôi khỏi. Cũng được tí đấy nhưng mà thôi. Lợi bất cập hại. Luyện cấp đầy tha hồ. Một trung tâm luyện cấp. Ủa. Nhìn có bao nhiêu hình cái kiếm này, có bấy nhiêu trận người ta đập nhau ở đây. Ô khỉ thật, thằng này nó đứng đây. Tấn công vào đây được ấy, nhưng mà tầm bắn 163, đam 55. Thằng này đang hết thực. Mình cần có quân phòng thủ đây đã. Thế bọn người Anh mò đây nhỉ? Our gates have stood open. We can agree here. Mày diệt cả hai thằng luôn. Trao đổi quân thế này, chia cho mỗi đội một ít. Đấy rồi, đóng quân ở thành là được rồi. Tấn công vào đây. Greetings. Speak plainly and without idle purpose, and all will be well. A sure thrust strikes home after all. Đòi là tí tiền. This is a time for just proud men to unite in strength. That is why I propose. Okay. Ôi, chúng nó có cả quân tiếp viện. Ôi, nó có cả xe bắn đá cỡ lớn này. Bố mẹ ơi. Mà phải chơi thôi. Bên ngoài nó còn có cả một đội kỵ binh.
kỵ binh của chúng ta chơi được. Kỵ binh chúng ta mạnh phết đấy. Ôi nó có hai khẩu pháo to thế nhỉ. Mình toàn pháo con. Ồ, có một con sông. Cái thành này quá đẹp luôn, một bên là sông, một bên là biển. Đánh từ bên nào vào bây giờ? Từ bên này vào thì mình quan sát được phía đằng sau. Bên này nó lại nhiều tháp canh. Bên này nếu chúng nó đi đường biển vào mình lại không quan sát được. Ok. Sao đội lính để cuối mặt mũi nó ra làm sao đấy? Không nhìn thấy cái xe bắn đá của nó đâu. Enemy reinforcements approaching. Ai, nó đặt thằng đặt pháo khôn vãi luôn. Đặt pháo cái này coi như vô tác dụng. Cũng chỉ có AI nó mới có kiểu đặt pháo thôi. Đây nữa này. Cái khẩu này thì nó bắn tới đấy. Chết nhờ. Có khi phải đục cái lỗ. Ôi ôi. The enemy's tower has been destroyed. Ý cho kỵ binh đục một lỗ ở đây cho kỵ binh xông vào mà. Khóa mình đâu có bắn tới nó. Khẩu này thì coi như là không sợ bởi vì nó mất tầm nhìn đó. Mà nó đặt pháo ngu vãi trưởng đằng sau chân đồi như này thì là mất tầm nhìn. Khó bắn được chúng mình thôi. Nói chung AI thì vẫn cứ là AI thôi. Cái tháp canh bên này sập rồi. Đã sập cả luôn khẩu pháo của nó lên rồi này. Cháy tiếp khẩu nữa. Rồi, được cái khô này ra cho anh.
Đục chỗ này phát cho kỵ binh xông thẳng vào. À, nó bắn cháy mất một xe bắn đá mình kìa. À, nếu mà mình đặt cái đám xe bắn đá của mình đâu cháy ra đâu. Một chiếc đầu tiên rồi này. Ờ, cháy hết rồi ấy. Còn có một chiếc rồi. Cái đám này nó lấp ở trong cây này, nó không phát hiện ra này. Rồi, mấy cái xe bắn đá này lấp trong rừng cây nó không hiện được. Bắn nó chính xác tí nào. Bắn thì toàn trượt. Ôi, lại ngã lộn cổ rồi. Mày ngu lắm, cứ chạy vào cái chỗ này làm gì. Trượt chân ngã chết. The walls are breached. Oh. Bắn phát chết hết cả. Ok, cho nó bắn đi. Nó bắn lúc nữa chắc hết đạn. Mình hết đạn. One of our units has used all its ammunition. Mình cũng có chết quân đâu, chỉ có hy sinh mất mấy cục vàng. Rồi ok. Double time. By your command. Field artillery. Yours to command. Lùi lại các em ơi. Nó hack đạn à, sao bắn mãi chả thấy hết chết hết này. Nó không nhìn thấy quân của mình, nó chỉ nhìn thấy xe, nó vẫn bắn được vào cái xe này. Nó chuyển ra đây đi. Ra hướng này thì nó mới không quan sát được. Nó còn đạn đâu nhỉ? Còn mấy thanh niên này làm chim mồi thôi. Ai da? Khẩu pháo nó ghê thật. Nhanh nhỏ chết đấy. Chưa trúng thôi nhưng mà không có nghĩa là không trúng. Không phá đâu rồi, bắn đây.
Vista! Ready for orders. À, à. Sao lại quan sát được quân của mình ở đây nhỉ? Nó còn sau cánh rừng mà nó vẫn nhìn thấy được á. Vô lý nhỉ? Mà nó không bắn bộ binh này của mình. Mà đạn nó hack à? Sao mà mình bắn lúc hết đạn này mà nó bắn mãi chưa hết nhỉ? Ôi tầm này liêm sỉ thì đã sắp lên. Vô rồi nó. Đục thủng ha, phòng ngự nó phát để xông ra đập chết cái hỏa pháo. À hết rồi con lợn này. Chết mất mấy thằng rồi. À mấy em thôi. Nói chung là cứ rơi vào pháo là chúng ta cũng phải đây tiến lên đây. Tiến lên. Our hidden units have been discovered. Bây giờ đội quân mạnh nhất của mình đây, tiến lên. Đánh bộ binh mạnh nhất của mình. Máu giáp đều trâu. Ây à, đẹp thế. Đội nữ chiến binh của mình. Mấy xe bắn đá này chim mồi không ăn thua. Thôi về đây. Cho chúng nó bắn tên. Nó ra hẳn cổng thành nó bắn kìa. Amazonian Warriors! Nó ra hẳn cổng thành nó bắn. Ôi nó ném ngang là chết đấy. Borders! Ném ngang là bị thương đấy. Amazonian Archers! Xong luôn. Xong con ong. Rồi. Amazonian Warriors! Lên đây. Đội kia là Testro, đội này thì đi đến sau, tìm trợ. Ôi dồi, đứng ra thế này. Bắn bọn này, bắn bọn này. Chúng ta có đạn tăng tầm. Amazonian Warriors! Warriors ready! Get running! Warriors eager for blood! Ôi dồi. Our hidden units have been discovered. Go there. Warriors, move out! Amazonian warriors! Ai trời ơi, nó bị đó lên tên ác quá vậy. Đi đi ta học đi tên. Ăn được. Đi đi. We will pierce their hearts. Chứ phải là test tu đồ chị đòn. Không sửa. Cái đội cung này thì đi công thành rất tốt. Đan to. Đây rồi, bắn tiếp. Dọn dọn. Ready! Ready for battle! Rồi, không vòng nhẹ rồi, không sao. Chúng nó hẹo hết rồi. Bắn đây. Dự trữ tên gần hết rồi. Bên trong thì nó vẫn còn nhiều bọn xạ kỵ. Loose.
Rồi, đội hình pha lăng rồi, lên đây. Kết hợp giữa Castillo và pha lăng. Đánh rồi. Đinh dở rồi, nhìn lính chất kìa, lính đường cuối chất thế. Ý, giáp như này. Ăn mặc đẹp thế. One of our units has used all its ammunition. Một khi đã bật pha lăng rồi thì tiến vào đây. Còn Testudo rồi, vào đây. Testudo sẽ bảo vệ phía bên sau. Ăn. Castillo đằng sau. Vừa phải có pha lăng, vừa phải có Castillo mới được. Cái này nó toàn bị Steve mình cho ngựa vào mình chết đấy. Ui dồi ôi, pha rất điểm. Đẳng cấp. Ui dồi ôi. Amazon. Tấn công và phòng thủ cận chiến của các em này cao lắm. Dừng. Đây đây. Đội ngựa nào chuẩn bị. Đội ngựa lên đây. Mấy cái xe bắn đá lên đây cũng nhớ bị móc lốp chết hay không thì kịp. Ôi, đội hình pha lăng này chúng ta này. Nói không ai ở đâu, đội hình pha lăng này thủ chậm gắn lắm. Chỉ số nó cũng nói ra này. Ăn làm sao được pha lăng của anh. Úi dồi. Cùng văn hóa Hy Lạp với nhau. Không dễ quá. Nó bắn tên kìa. Nó bắn tên kìa. Vào ui dồi ôi đội speed ở cuối này mà nó xỉa ai ôi một em hy sinh rồi. We have discovered the enemy's hidden units. Anh bật Testudo lên. Testudo lên nhanh, bị chết. Run, warriors, move out. Amazonian warriors. Bật Testudo lên để bảo vệ tên cho phía đằng sau. Úi dồi ôi. Và rất điểm. Đẹp thế. Ready. Deadly missiles ready. Static Slinger này bắn luôn. Ở
Sasuke bật lên. Đừng để nó bắn. Pha lăng tiến lên. Pha lăng không tiến tiếp lên. One of our units has used all its ammunition. Pha lăng tiến lên. Sasuke tiến lên. Cho kỵ binh xông vào đi. Chơi chết mấy thằng đánh xa này nữa của nó là xong. Đây. Nó xạ kỵ á, không đáng kể. Rồi, best hero. We have discovered the enemy's hidden units. Rồi. Có kỵ binh xông vào bọn nó tèo. One of our units has used all its ammunition. Bắn. Amazonian warriors, Amazons. Tiến lên. Ui dồi ôi nó giết, ui dồi nó đâm. Ui dồi mấy phiên đỡ. Ui dồi ui. Làm ba mấy thằng này. Ủa. Ai à, chết khá khá đấy kìa. Nhưng mà đều cái đội pha lăng của mình nó mất quậy. Mấy con ngựa nó hẹo rồi. Tướng mình không ạ? Warriors ready! Amazonian warriors! Tiến lên! Có test Kuro rồi thì cứ cho pha lăng tiến lên. Phải chính ra cái đội hình Pike pha lăng với cả Space Kuro thì cạnh nhau nó mới chết. We have discovered the enemy's hidden units. Rồi phải cần sắp lên. Quân của nó còn đông thế. Tướng à, tôi đứng ra đây. Chết bỏ mẹ. Đánh nhau thì cứ để nó bọn. Đánh nhau thì để lính nó giải quyết được rồi. Lên. Con ngựa là chuẩn bị vòng ra ngoài này. Lùa mấy thằng đánh xa ở đó đằng sau này. We have discovered the enemy's hidden units. Xuyên thủng. Amazonian warriors.
I'm not gonna lie. Battle is turning in our favor. Ooh. Heroic victory, Pino. Cái pha lăng của anh cũng tởm đấy. Đây không phải là đội nó mạnh về bộ binh trận chiến đâu, cái thằng spy thì nó mạnh về quân phủ mà. Nhưng mà cũng đủ ăn rồi. Xong. Bắt nó làm sư hầu. Nó làm sư hầu thì mình tuyển được cái gì? Đang thấp hơn mà nó khoánh khỏe hơn. Sửa công trình. Thế mấy cái vùng này có tuyển quân không nhỉ? Public order. Nghiên cứu vào công nghệ này. Bây phát đã. Nó lên cái nhánh này trước đã. Tiền thì nó có. Thằng này nó sẽ công thành. Mình sẽ có được một trận thủ thành. Ike pha lăng mạnh phết đi luôn. Rồi, mua quân tiếp ở đây. Nó sẽ buộc phải tấn công mình. Nó mất thành cuối cùng rồi. Thằng này bị ngáo rồi. Chạy đi đâu rồi ý? Tăng sát thương của vũ khí đấy. Thời tiết tốt. Successful. Cái gì? Mora và Chaga vào nớt cho binh sĩ này. Cũng được mà nhỉ. Tăng 5% melee attack cho unit khi đánh nhau với Barbarian. 5 tốc độ hồi quân. Một cooling cho tất cả các character. Ờ cũng được. Nó cung cấp tạm mấy cái này trước đấy. Lên được cả cái thì lên cái đấy được.
Rồi. Ô, thằng đấy hẹo luôn rồi. Chắc là bị cái thằng ở trên này nó khử rồi. Mình muốn có một cái sự ổn định ở khu vực phía dưới này đã. Quân đoàn này sẽ được về để mua quân thêm một cái xoay bắn đá. Và có thể là sẽ đổi. Qua lượt đi đã, vội vàng gì. Cả Jack Bonnets. Mắc cái nháy này rồi. Chứ cái này đã để có tiền, nhưng chứ với cái đấy là nó hết tiền. Trao đổi. Bên kia còn một quân đoàn nữa đang rút về đi. Mình còn khá nhiều quân đoàn này, bổ sung thêm quân sang. Có vài cái quân đoàn cơ động 7 trên 12.
có mấy anh pha à mấy em pha lăng này cũng mạnh. Hết tiền 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trao đổi cho thằng này rất là đẹp. Quân đoàn này chỉ việc đánh sang đây phát là có thể về được rồi, mua quân được rồi nhỉ. Mình cần cật phát quân đoàn này di chuyển được thôi. Đó, còn một cái quân đoàn đang đi dự bị nữa này, về đây mua quân nữa đi. Cứ bình tĩnh, chiến tranh thì không vội được. Chuẩn bị cho trận chiến ở đây này. Giải quyết bằng hết bọn này luôn. Mình sẽ thử 2 đánh 1, 1 đánh 2 xem nào. Nhiệm vụ của chúng ta phải tấn công lên trên đấy nhưng mà sức của chúng ta có hạn. Vãi nhờ, upkeep của mình hẹo mất. Ok. Xong, đơn vị ngon rồi. Hai đánh một rồi. Ăn đâm chưa? Thử phát xem sao, tội gì. Ôi ôi. Nó có cả một sư đoàn tiếp viện nữa. Và mình thích cái kiểu đánh try hard này, sướng. Kiểu sát lốt của Việt Nam. Lần này chúng ta có cả à, nó không chơi ở trong thành, nó rút ra ngoài. Nó không thủ thành nữa mà nó chui ra ngoài hết rồi. Trận này lại khó khó đấy. Không sao, chúng ta có test studio. Snow baby. Snow baby đi, đánh cho nó đẹp. Đánh ở trời snow này thì chúng ta sẽ nhanh mệt. Chúng ta nhanh mệt thì đối phương cũng nhanh mệt. Nhìn chung thì đi kiếm nó sẽ khá tên tốt hơn đến steam. Nhưng mà bọn steam nó chống kỵ binh tốt. Tầm bắn 172, chúng ta sẽ bắn xa hơn chứ nó. Đang 58.
Rồi, bắn chết trước tôi là không bắn được đạn nữa rồi. Lần này là quân địch rất đông đấy. Xem chúng nó tiếp viện từ đâu. Enemy reinforcements approaching. Được. Kêu nghe kinh quá. Nhìn lính làm, anh em làm mốt được đấy, lính chất lắm, nhìn đẹp. Cái áo thì chấm bi gì nữa. Mấy con gì đây? Lợn đang tên giá đấy anh em ạ. Thịt thôi. Cái loại này lợn này thịt ngon lắm. Lợn rừng này. Lai hóc chết sạch. Mấy thằng lai hóc này sợ thế. Hidden units. Amazonian warriors. Cung chúng ta mạnh hơn mà. Lupotska, bọn này bọn mạnh nhất của sứ vô ấy. Bọn ngựa mạnh nhất của sứ vô ấy. Không đùa đâu. Mấy con Lighthouse này giết luôn. Bính xong rồi, bính suy ngu đòn nó. Our general is under attack. We hunger for blood and battle. Amazonian archers. We have discovered the enemy's hidden units. Take orders. As you command. Ballista. Orders. Take aim! We await your command. Ballista! Shield! We have discovered the enemy's hidden units. We'll kill them all! Rồi, đứng đằng sau cứ để, à đằng trước cứ để đấy. We have discovered the enemy's hidden units. Chậm quá nhỉ.
Chạy cướp tơi đây là chạy rất chậm các bạn. Ballista. We have discovered the enemy's hidden units. Chúng tôi lại đây. Mấy con Night Hawks này mày nhiễu thế nhỉ? Chiều tiếp tơi là không di chuyển nhanh được mà, mà nhanh quân nhanh mình. Wow. We have discovered the enemy's hidden units. Rồi có để mấy thằng Speed này hỏi thăm. Mấy em Speed này đấy. Nào Newport. Newport thì gặp phải Speed này sớm rồi. Sổ bóng tuyến của mình rắn lắm. Ôi, một mình nó đứng phủ đây. Amazonian Warriors, Amazonians. Một mình em phủ đây này, đứng được cả đống quân này. Amazonian Warriors. The enemy general is dead. Tướng nó chịu sao nhỉ? Rồi. Biết là hẳn có một người lính của chúng ta. Ôi, cái đội speed này cuối này, đến là mình còn chưa bật pha lăng lên, nhấn tay. Nhấp nháy rồi. Tàn luôn. Battle is turning in our favor. Quay ngược lại bắn con ngựa nó. Warriors eager for blood. Sổ. Lại một heroic victory đấy à? Vãi lúa. Lâu lắm rồi mình mới đánh chơi Rome 2 mà được nhiều heroic victory như này. Hey. Mình có 2000 quân mà dám đánh 6000 quân. Liều, bố của liều. Thế luận. À, có thể thăng thêm một champion nữa. Hết tiền rồi. Thằng này nó sẽ phải buộc quay lại để đánh nhưng mà quân thế này thì đánh cái gì? Từ mình nghiên cứu đã, có thể là mình sẽ cho quân đoàn này như thế ạ. Tấn công thằng đủ quân thì mình sẽ tấn công thằng Sứ Vông tiếp. Đẩy đội hình lên tí xíu. Rồi hết. Này nó thừa lính bộ binh này. We live for battle. À. We dream of it. We relish it as mày thích thế đấy nhá. Tự mày thích thế. Chúng ta muốn hòa bình.
nhưng nó lại muốn chiến tranh. Mình sợ đánh auto mất mất đơn vị quân này. Mình đằng nào mình đang thừa quân rồi đấy. Rất may là không mất. Rồi thằng đấy vốn dĩ nó là chư hầu của mình ấy. Lực lượng nổi dậy nào đây. Mình không để ý public order bị âm à? Nó trừ 100 public, 100% public order này, tự dưng bị âm luôn này. Mày thích từ 100 này. Đấy, lại hết rồi. Nhiều lúc nó ảo kiểu gì ấy. Cứ ổn định đã. Sugo láo thật nhỉ. Không tới. Dám quấy nhau mình liều thật. Bốn đạo không thua để được xong luôn cả thể. Hướng này mình có thể tấn công luôn này. Wow. I am sure you have many pleasantries for me, but please don't bother. Talk of. Thằng này phía Bắc nó kiểm soát được vùng này rồi. An ninh ở khu vực phía Bắc mình ổn rồi. Bây giờ tập trung sang bên này. Né thì mình à. Ôi kìa, tự dưng có quân nổi dậy ở đây này. Nếu là chị An vùng này mình làm tốt rồi mình sao tự dưng có nổi dậy được. Mấy thằng điên. Đến cái thời kỳ nó tự nổi dậy. Nó không tự nổi dậy. Empress. Bây giờ thằng Meliad tách vào những phòng thủ và tấn công cận chiến. Thằng giáp,
tăng phòng thủ và di chuyển trên map trong là giáp đấy. Giáp và tên hồi máu đấy, cái đấy cần hơn. Đến một cái thời kỳ này lại có quân nổi dậy à? Chắc thế. May mình rút quân về kịp, không thì nghĩa là tự dưng nó khắc có nổi dậy. Tầm này thì mày chết. Nghĩa là nó ép mình là phải lập chư hầu. Hầu giả hít. Đây đây. Đây đây. Chết được à? Tán thẳng hơn. Mà là sư vôn lại chiếm lại được vùng này kìa. Hồi quân đã. Vừa mới tự dưng nó khắc có nổi dậy lên hay thế. Văn hóa của Amazon đang chiếm ưu thế mà. Văn hóa Celtic còn tí teo. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ cũng phải kiểm soát tới vùng này. À. Qua lượt phát đã. À, có một cái vùng vẫn hỗ trợ được. Đây. Thằng à, lại đánh mình kìa. Ôi thôi chưa rồi, mình auto trận trước rồi, trận này mình khổ rồi. Không sao, thế nó mới xin try hard. Mày à, ôi nhưng mà nó toàn bọn lính xịn đấy, không phải mấy thằng lâm dân đâu. Xịn, anh đập luôn là xịn. Chúng ta chỉ có thể mua được các đội lính của Hellenic ở cái vùng thủ phủ ban đầu thôi. Ở những vùng kia chúng ta chỉ lính mua được lính ở dợ. Ôi, vẫn cái thành kiểu này á. Ready! Battle! Ready and eager! Battle group, awaiting your word! Mình quen, mình nhớ cái thành này lắm rồi. Thành này là ngày xưa mình chơi mình thủ. Chơi nhớ không nhầm là mình chơi Maxido, mình thủ một cái trận như này đánh nhau với mấy thằng CB này cũng khá là hay. Amazons! Amazonian archers! Group and ready! Battle ready and eager! Nhớ đơn vị bị thương cho ra đây đứng. Battle group awaiting your word! Well,
Cái này là cái đám lính giáp thành. Hầm trông bẫy đá quận dâm mình khá nhiều kìa. Chấm kỵ binh. Bờ rào lấp lối vào vậy. Mình có nhiều bờ rào hết này. Nó vất vả được nhưng mà nó bị vướng. Ok, hình như không nhầm, chúng ta còn một cái lỗ hổng đằng sau rồi nhé. Đúng rồi, đây. Nhưng chúng nó vào từ hướng này. Lên đi cưng. Nó toàn núp hót nhỉ. Vướng thôi. Ballista! Rồi, giết mấy thằng Static Slinger đi. Này trèo lên vướng tường này. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Úi trời. Ngựa à. Ngựa nó vướng tường rào. Úi trời. Rồi. Tạm thời chúng nó chưa vào được, cũng bật test studio đây. Phá được tường sao thì chết gần hết rồi. Đứng lui lui lại xíu nè. Our hidden units have been discovered. Bắn vào tướng luôn. Tướng chết là quân nó cũng hết rồi. Đúng rồi. Xoay bắn đá. Tướng của nó đang bị ăn no tên. Cái bờ rào tác dụng thật. Tướng nó hẹo rồi. General is dead. Cái bãi đá này làm giảm khả năng đáng kể khả năng di chuyển.
One of our units has used all its ammunition. Thế là cung chúng ta bắn tởm lắm. Chưa còn những quân đi sông nào. Còn này vẫn bật Tesco, vẫn sống được. One of our units has used all its ammunition. Pháo gần hết đạn rồi. Đây. Field artillery awaiting orders. Đây bắn đá dừng tay. One of our units has used all its ammunition. Our units has used all its ammunition. Cái binh vòng ra đây. One of our units has used all its ammunition. Under attack. Amazonian warriors! Sốc thẳng vào đội hình đó này mà không ăn được thì đã bị chịu. Ngoài tướng lùi lại đi. Chết thì bỏ sư. Amazonian warriors. Nap vào, nap vào, nap vào. Ready for battle. The battle is turning in our favor. Đáng tấn công anh à? Hổ báo chưa? Lại một trận heroic victory nữa. Ôi, nó toàn lính để cuối rồi đấy, đùa đâu. Tưởng chú thế nào? Gọi anh à? Kéo thêm quân đoàn nữa vào thì may ra, họa dạ, dọa anh. Ồ, đúng thật. May đấy. May là nó chưa đến kịp. Nhưng mà mình hồi đầy quân rồi. Bên đây. Nó thích đánh nhau cho nó đánh nhau. Với anh này. Tiền của mình cũng khá, sợ gì. Chơi hàng hiệu cho nó sướng.
nó sẽ không đánh được thành này, nó phải vây. Có 10 đơn vị quân phòng thủ, nó phải vây. Chiếm nốt cái vùng này nhỉ. Có một cái tài nguyên rất quan trọng, đó là mỏ sắt, để mình nâng cấp nốt cái sắt. À rồi, chơi thôi, chơi thôi. Đúng rồi, lần này nó hình như là thằng tướng đầu to của nó đấy, nhiều sao phết. Nên lần này đội hình này có cả Pique pha lăng. Đi sợ lắm. Vẫn cái làng này. Ây da. Chẳng cải thiện được cái gì cả. Amazonian Warriors! Formation! Move! Tốt rồi. Lập được PK pha lăng mà không bị giãn cách gì. Tốt rồi. Cái Testudo này nó không giống như Testudo ở trong cái bản kia. Có thể đội hình nó à, chuyển sang đội hình này, chúng ta có thể từ từ tiến lên. Nó xông vào chúng ta sẽ từ từ tiến lên sau. Amazonian Archers! Battle Group ready! Scrappers ready! Battle Group awaiting your word! Give them fire. Lại như lúc nãy thôi. Mấy cục đá này để cản đường. Bờ rào này để chặn chứ nó không tấn công ngay được. Cái này hay hơn. Nó sẽ mất thời gian hơn. Cái này để chống kỵ binh này. Ngon thì vào đây. Quân tiếp viện của nó là cái đám tàn quân lúc nãy thôi. Enemy reinforcements approaching. Trời sương mù. Ballista. À, đội này nó lắm cung. Mấy con ngựa của nó ngáo đá. We have discovered the enemy's hidden units. Run, curse you! Warriors,
khơi có thể vào được đất của mình. Warriors ready! Gently missile! Bắn phải trước đây. Phá rào à? Ờ, phá rào đấy. Vào đi, sổ ba lăng lập rồi không làm sao được, đấu với đội hình pha lăng. Bỏ không này đến giản rộng ra đến kiểu này sao bắn được không? Bắn. Thế nó mới tự tập trung vào hỏa lực. Úi dồi. Mẹ bắn cái chiếc dây hướng. Rồi. Thế chứ. Cái đội hình pha lăng đã được lọc rồi. Úi dồi, thua rồi. Còn mấy con đó. Một loạt nữa là hết. Rồi, đến đây. Nó đang vào gần, nó đang vào gần. Amazonian archers. Cái đội tướng của nó đang đến kìa. Xong con ông. Amazonian archers. PK pha lăng nó thủ dám thật. Rồi đứng lại đây đi em ơi. The enemy general is dead. Combo. Lên đây giúp cho quân cái. One of our units has used all its ammunition. No. On
và mệt mỏi các binh sĩ rồi. Our general is under attack. Buộc phải giảm mệt mỏi binh sĩ ta. Battle is turning in our favor. Mày ăn được đội hình quái à? Mày nã hựa. Trời ơi. Nó còn đứng đường cuối ấy. Phòng thủ cận chiến 129. Nhưng mà bọn mình Sugo này mình nhớ là để mình chơi là cái thằng Lusky là nó lên phòng thủ cận chiến 160 mấy. Mà bọn này cân bằng hơn, đang to. One of our units has used all its ammunition. 320 thằng rồi. Nhưng mà kiểu này có PK xuống rồi. One of our units has used all its ammunition. Ây da. Chúng nó đang xông vào. One of our units has used all its ammunition. Được đến cuối cùng. Chạy rồi. Tưởng các chú thế nào? Thường thôi. PK to lăng đánh tỉnh địch. Chứ mà nói đến PK pha lăng thì phải nói đến Macedon chứ nhỉ. Ôi từ từ. Là hoàng ngoại phơi anh chết giờ. Xây nhiều công trình để cả để đồng hóa bọn này lắm. À, xây công trình này nó tăng cả trừ 2 phút thôi, nhưng mà chỉ có 2 phút lại có thêm đội Speed Sitter quân phòng thủ. Giờ xây đấy có thêm quân phòng thủ được hành được. Tưởng chú thế nào. Tướng của nó cấp cao phết đấy, đùa đâu. Bình tĩnh nhá, bởi vì là chúng ta đang mất quân. Chỗ này thì để cho hai quân đoàn này giải quyết. Vàng bao dầu Amazon Onager. Chúng ta không sản xuất được pháo to. Hai con vàng lên thì ăn được. Oh!
của lượng cấp. Đây rồi. Biết ngay mà nó có quân đây đấy. Quân đoàn này và quân đoàn của nữ hoàng là đẹp. Di chuyển lâu lắm nhỉ. Chiến dịch của chúng ta đến lúc dễ thở rồi. Are you brave or foolish? Or just... À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.